Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, chiều ngày 21 tháng 6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá dự thảo luật này đã làm rõ nhiều khía cạnh để đảm bảo tính khả thi của pháp luật. Tham dự có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang cùng các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang. Tham gia thảo luận, đại biểu Lý Thị Lan thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đồng tình với dự thảo luật đã quy định đất có nguồn gốc từ nông lâm trường sẽ bàn giao lại cho địa phương và ưu tiên giải quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu đề nghị cần bổ sung vào điều 79 quy định về đất có nguồn gốc từ nông lâm trường. Đối với các trường hợp giao đất có tiền thu sử dụng đất, cho thuê đất, tại điểm A khoản 4, điều 124, đại biểu muốn đề cập đến đối tượng viên chức y tế và giáo dục hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Tôi đề nghị cần bổ sung quy định vào điều 79 dự thảo luật sửa đổi về nội dung thu hồi đất nông lâm trường, kể cả đất đã giao, cho thuê nhưng các đơn vị không thực hiện sản xuất, sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích và phải thu hồi đất có khả năng canh tác để giao cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo sống ở khu vực có đất nông lâm trường để canh tác, góp phần tạo sinh kế cho người dân. Thứ hai, các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét bổ sung đối tượng lực lượng y tế và giáo dục công tác tại khu vực có điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo vào điều 124. Đồng thời bổ sung đối tượng này vào điều 157 quy định miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho lực lượng viên chức y tế và giáo dục công tác tại các vùng này để đảm bảo cuộc sống và yên tâm công tác. Về đấu thầu dự án có sử dụng đất, tại điều 126, đại biểu Lý Thị Lan đề nghị nên giao cho Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định dự án nào được áp dụng đấu thầu cho phù hợp để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đảm bảo chất lượng, ưu tiên dự án quan trọng của địa phương, không nên quy định quy mô là 5 hay 10 hectare. Về định giá đất tại điều 158, đại biểu đề xuất bổ sung quy định nguyên tắc định giá đất theo hướng phù hợp với giá giao dịch trung bình trên thị trường tại khu vực định giá hoặc khu vực có điều kiện tương đồng về điều kiện kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khoảng thời gian 1 năm trước thời điểm định giá. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã có hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý của cử tri cả nước, từ đó cơ quan soạn thảo đã tổng hợp, nghiên cứu, chỉnh lý xây dựng dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp này gồm 16 chương 263 điều. Đối với các ý kiến phát biểu đóng góp, đề xuất bổ sung của các đại biểu Quốc hội tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Với đặc thù của tỉnh miền núi biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số còn đặc biệt khó khăn. Trong quá trình hoạt động, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng gặp nhiều thách thức. Song vượt lên tất cả, sứ mệnh cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền là tiếng nói của nhân dân đã được các cơ quan báo chí nỗ lực thực hiện tốt. Điều này thể hiện qua sự tin cậy của các tầng lớp nhân dân. Tiếp cận thông tin của báo Hà Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hay những tác phẩm văn học nghệ thuật, những người dân ở khu vực vùng sâu vùng xa như xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang cảm nhận đây là những kênh thông tin gần gũi, hữu ích nhất đối với họ và đồng hành cùng họ trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống hàng ngày. Đài truyền hình đến với địa phương là lúc phát theo dõi để mà dân bà con mới biết hiểu biết cách thức làm ăn của nông thôn, thì trực tiếp là thường xuyên bà con cũng hay đồng viên cho bà con xem. Tất cả các bài báo mà do các cái phóng viên của tỉnh, của huyện đưa lên thì người ta đều tin tưởng và người ta sẽ xem xét cho đấy là những cái thông tin rất là chính thống, kịp thời. Để từ đó thì cái việc mà công tác tuyên truyền về cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng là về cái sự giáo dục về an toàn vệ sinh thực phẩm, về tất cả các cái lĩnh vực liên quan đến sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội. Trong thành tựu phát triển của lĩnh vực du lịch tỉnh Hà Giang những năm qua, các cơ quan báo chí đã khẳng định vai trò truyền tải, quảng bá, cập nhật kịp thời hình ảnh mảnh đất, con người nơi biên cương địa đầu cực Bắc đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Không đơn thuần là những phương thức thông tin truyền thống, mà thông qua công nghệ số đa phương tiện, đa nền tảng, những chương trình du lịch trực tuyến, truyền hình trực tiếp đã làm tăng tính tương tác, hấp dẫn đối với công chúng. Không chỉ kết nối riêng ở cái môi trường ở trong địa bàn, mà truyền hình Hà Giang đã kết nối được với các hãng truyền thông lớn
ở của trung ương, rồi kể cả là phối hợp cùng với các cái doanh nghiệp đã truyền thông ra cả hệ thống quốc tế. Chính vì vậy cho nên cái sức lan tỏa và cái cách làm của truyền thông Hà Giang tôi cho rằng hiệu quả rất là cao. Thông tin kịp thời, chính xác những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, thực hiện chức năng phản biện xã hội. Bên cạnh đó là việc không ngừng chuyển đổi, đáp ứng yêu cầu phát triển của truyền thông thời đại 4.0. Các cơ quan báo chí tỉnh Hà Giang không bị bỏ quên mà là kênh thông tin quan trọng, không thể thiếu của nhân dân. Tôi cũng như tất cả mọi người dân là nắm được các cái thông tin, tin tức thời sự, cũng như tất cả những cái vấn đề nóng bỏng trong vấn đề Hà Giang. Đặc biệt là chúng tôi cũng rất quan tâm đến những cái tin mà có thể nói là trong xã hội đời sống là nhiều khi là chưa phản ánh hết được, nhưng báo chí đã vào cuộc cho chúng tôi nắm được những cái còn tồn tại trong xã hội, và đặc biệt là những cái gương điển hình người tốt việc tốt, hoặc là những các cái mặt tích cực của xã hội. Cạnh tranh thông tin với mạng xã hội, ưu thế nổi trội của các cơ quan báo chí Hà Giang là thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội. Người làm báo Hà Giang đang phải đối mặt với nhiều thách thức của xu hướng mới, nhưng động lực để những người làm báo cách mạng không ngừng bước tiếp chính là sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Ngày 20 tháng 6, đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi kiểm tra một số công trình xây dựng tại huyện Quang Bình. Qua kiểm tra thực hiện tiến độ xây dựng nhà làm việc cho khối đoàn thể và nhà công vụ huyện Quang Bình, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao những nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công, đồng thời đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Quang Bình cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, quy trình kỹ thuật, an toàn lao động và đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế Hạ tầng cần thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng thi công công trình. Đây là hai công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Quang Bình, 24 tháng 12 năm 2003, 24 tháng 12 năm 2023. Ngày 19 tháng 6, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại các điểm thi trên địa bàn và có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo huyện Bắc Mê. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, huyện Bắc Mê có 2 điểm thi là trường Trung học phổ thông Bắc Mê và trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Ngọc với 15 phòng thi chính thức, 4 phòng thi dự phòng. Có 339 thí sinh đăng ký dự thi. Qua kiểm tra cho thấy Ban Chỉ đạo thi của huyện đã có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát. Các điểm thi đã triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo đến học sinh, giáo viên. Đã đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và người dân trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm, các điều kiện phục vụ tổ chức thi, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đơn vị đoàn thể tại địa phương để triển khai các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế. Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các điểm thi tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ thi bảo đảm yêu cầu quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế thi cho học sinh dự thi và cán bộ nhân viên làm công tác thi, đồng thời triển khai tốt các phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đang đến rất gần. Thời điểm này, tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cũng như các phương án đảm bảo an toàn để tạo điều kiện cho các hội đồng thi, giám thị và các thí sinh tham dự kỳ thi một cách an toàn và đạt kết quả cao. Xác định được tầm quan trọng của kỳ thi, trong thời gian qua, các trường trung học phổ thông trong huyện đã tập trung ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh, đồng thời sưu tầm nhiều đề thi cho các em luyện đề, rèn luyện kỹ năng làm bài và tổ chức cho các em tham gia các thi thử nhằm đánh giá năng lực của từng học sinh. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, ôn luyện cho học sinh một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh việc ôn tập cho các em, các nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quan tâm, động viên các em giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi. Hiện tại, nhà trường đang tập trung ôn tập cũng như là củng cố kiến thức cho bọn em, và cũng động viên tinh thần cho bọn em tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi sắp tới ạ. Năm nay, huyện Vị Xuyên tổ chức thi tại 5 điểm thi, gồm điểm thi Trung học Phổ thông Vị Xuyên, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện, điểm thi Trung học Phổ thông Việt Lâm, điểm thi Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Linh Hồ, điểm thi Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phương Tiến, điểm thi Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Tùng Bá. Với 36 phòng thi, có 745 thí sinh đăng ký dự thi.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ. Các trường đã lên phương án chăm sóc sức khỏe cho cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh dự thi, phương án về đảm bảo an ninh an toàn khu vực thi, công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo điện lưới trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Về việc chuẩn bị các phòng làm việc phục vụ cho kỳ thi thì đến thời điểm này thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ. Về các phòng thi thì nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Ban chỉ đạo cũng đã đi kiểm tra tất cả các cái điểm thi và đặc biệt là xem xét các cái chỗ nơi ăn, chỗ nghỉ, rồi công tác an ninh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống mưa lũ, làm sao để thuận lợi cho các em đảm bảo trong những ngày thi diễn ra để tránh tình trạng là ảnh hưởng của mưa lũ. Đối với các em học sinh khó khăn thì huy động các cái sự vào cuộc của xã, của đoàn thanh niên để giúp đỡ các em làm sao trong cái ngày thi diễn ra nó được thuận lợi. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các thầy cô, các em học sinh, với mong muốn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn huyện Vị Xuyên sẽ diễn ra an toàn và đạt được kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn mưa kèm theo sấm sét tối 20 tháng 6 đã làm một người tại xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang tử vong. Vào khoảng 19 giờ 30 phút trên địa bàn xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang xảy ra mưa to kèm theo sấm sét. Khi đó gia đình chị Lý Thị Tâm, thôn Trung, xã Thượng Bình đang nằm ngủ thì bị sét đánh khiến chị Tâm tử vong. Nhận được thông tin, Thường trực Ủy ban dân huyện Bắc Quang đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi mất mát đối với gia đình và trao hỗ trợ ban đầu chi phí mai táng phí cho gia đình 10 triệu đồng. Đồng thời mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Khuyên cáo tới người dân khi có mưa dông sấm sét, tìm chỗ trú ẩn an toàn, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Hội chữ thập đỏ huyện cũng hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng lo hậu sự cho nạn nhân. Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thời gian qua huyện Vị Xuyên chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án phòng chống cụ thể nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2023. Vị Xuyên là địa phương có nhiều khu vực có địa hình đồi núi cao, tiềm ẩn nguy cơ lớn xảy ra tình trạng lốc sét, mưa lớn, lũ quét, gây ra nhiều thiệt hại về tính mạng, nhà ở và tài sản của người dân. Năm 2022, trên địa bàn huyện đã có 132 nhà bị tốc mái, đất đá trôi vào nhà, trên 165 hecta cây trồng bị thiệt hại, hơn 440 con gia súc gia cầm bị chết do lũ cuốn trôi và sét đánh chết. Các tuyến đường liên thôn liên xã bị sạt lở ta luy dương âm, ước tổng thiệt hại trên 16 tỷ đồng. Để giảm thiểu thiệt hại, ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện phương án phòng chống lũ lụt, sạt lở, dông lốc, rà soát các khu dân cư đang sống dọc ven sông, ven suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn cho người và tài sản của dân. Thông báo tình hình mưa lũ, ngập lụt để người dân chủ động ứng phó. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, bão lũ, giảm mức thấp nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngày 21 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phạm Văn Chỉnh, sinh năm 1994, trú tại tổ 14 thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên về tội buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định vào khoảng tháng 3 năm 2023, Phạm Văn Chỉnh thực hiện hành vi mua bán nhiều danh mục hàng hóa có bao bì nhãn mác in chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên để tiêu thụ bán kiếm lời với giá trị hàng hóa rất lớn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra vụ án, đồng thời làm rõ các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Cuối bản tin hôm nay như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 22 tháng 6 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 22 tháng 6. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, độ ẩm trung bình 85%.
Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 85%. Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.